Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì, tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. Em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình.